lính dù Nga phối hợp với xe tăng thiết giáp đánh tan thành trì Ukraine. Tàu chiến Nga tăng bất thường ở Biển Đen khi ép lo sợ bị tấn công tên lửa. Nga tuyên bố kiểm soát đường dây liên lạc tảng ngạn sông Dnipro. Lính Ukraine thừa nhận đồng đội làm mọi cách để không bị triển khai tới Pách Phương Tây gọi lệnh cầm cự Pách của Zelensky là sai lầm thảm khốc. viện vũ khí khó khăn, Kiev thừa nhận không dễ để giữ từ địa miền Đông. Kiếp lái Ukraine vô tình làm lộ nơi ẩn nấp, pháo Mỹ bị tập kích. Mất hơn 100.000 binh sĩ, Mỹ yêu cầu Kiev sử dụng tiết kiệm đạn pháo. Quốc gia NATO đầu tiên chuyển tiêm kích cho Ukraine, Mỹ nói không liên quan. Tổn thất nặng nề, triển vọng ảm đạp, phương Tây kêu gọi Ukraine đừng thổi bay hy vọng. Putin yêu cầu xử lý mạnh tay các nỗ lực gây bất ổn chính trị Nga. Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin quốc tế chiều ngày 17 tháng 3 của TBJS nâng tầm kiến thức. Vừa rồi là điểm những tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. Và ngay sau đây, hãy cùng Hồng Hạnh đến với loạt diễn biến chiến sự nóng hổi tại Ukraine cùng các nước trên thế giới là những cập nhật mới nhất tại chiến trường bùng nổ Đông Âu. Với sự trợ giúp của máy bay không người lái, nhóm trinh sát lực lượng lính dù nga đã phát hiện ra một trung đội các chiến binh Ukraine trong rừng. Ngay sau đó kết hợp với xe tăng thiết giáp, Moscow đã đánh tan các cứ điểm của đối phương. Bộ Quốc phòng nga mới đây đã công bố đoạn video về hoạt động phối hợp tác chiến của nhóm lính dù Ivanovo và các đội xe tăng T80 chịu thua khu vực hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine. Bằng việc sử dụng máy bay không người lái, nhóm trinh sát này đã phát hiện ra một cứ điểm trung đội của các chiến binh Ukraine. Để đánh chiếm và tiêu diệt, một đơn vị tấn công đường không đã được cử đến với sự hỗ trợ của nhóm bọc thép trên xe chiến đấu đổ bộ đường không BMD-4M và xe tăng T-80. Các đội xe quân sự và xe tăng sau khi hành quân trên các thiết bị tiêu chuẩn đã tiếp cận đối phương và nổ súng dữ dội. Với sự hỗ trợ của tổ thiết giáp khai hỏa từ khí tài các phương tiện đổ bộ đường không và xe tăng, cả hỏa lực trực tiếp và hỏa lực gián tiếp cùng tác phong hành động chuyên nghiệp, kiên quyết, các binh sĩ bộ binh có cánh ngay lập tức đánh chiếm các vị trí phòng thủ, tiêu diệt một số lượng lớn sinh lực địch, thù về được nhiều vũ khí. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao, tổ thiết giáp đã kịp thời rút về khu vực an toàn. Trong khi đó, những người bảo vệ Ukraine đã ghi nhận một loạt hoạt động không điển bình thường của Nga ở Biển Đen nước này đã triển khai tới đây 20 tàu và một số lượng lớn các đơn vị tàu phụ trợ của hạm đội. Kiev dự đoán đây có thể là động thái Nga muốn tìm xác chiếc UAV Mỹ đã chạm trán với nước này trước đó. Natalia Humeniak, trưởng trung tâm báo chí chung cho Bộ Tư lệnh tác chiến Pifden miền Nam trong chương trình phát thanh toàn quốc 247 ngày 16 tháng 3 cho biết, Chúng tôi đang theo dõi cẩn thận nhóm hải quân ở Biển Đen và các hành động của kẻ thù. Hoạt động không điển hình và số lượng các nhóm tàu đã được ghi lại Hiện có hơn 20 đơn vị ở Biển Đen, bao gồm 4 tàu mang tên lửa, một trong số đó hoạt động dưới nước. Tổng số 28 tên lửa có thể được trang bị để phóng. Ngoài ra, theo Humaniac, nhiều đơn vị của hạm đội hỗ trợ đã được ghi nhận trên biển. Tất cả các con tàu đều nằm dài rác, vì vậy có thể người Nga muốn tìm xác chiếc máy bay không người lái của Mỹ mà họ nói trước đó. Humaniac lưu ý rằng Nga đang cố gắng che đậy các hoạt động hải quân ở Biển Đen càng nhiều càng tốt và đang cố gắng che giấu hành động của họ với quân phòng thủ Ukraine nhưng việc quan sát cẩn thận sẽ mang lại kết quả và quân phòng thủ nhìn thấy và hiểu các nước đi của Nga. Tiếp tục cập nhật tại chiến trường, trong ngày hôm qua, quyền thống đốc vùng Kherson, ông Vladimir Sado tuyên bố, các lực lượng Nga đã kiểm soát hoàn toàn đường liên lạc ở tà ngạn sông Dnipro. Sau cuộc gặp long trọng nhân dịp kỷ niệm 9 năm mùa xuân Crimea, ông Sado nói với các phóng viên, Thực tế, không có số lượng lớn quân đội Ukraine ở Kherson. Họ sợ hãi, họ đang rời đi. Ban ngày, họ lại xuất hiện. Ông đồng thời cho hay, các lực lượng Nga đã kiểm soát hoàn toàn đường dây liên lạc, cắt đứt chuỗi thông tin tình báo trao đổi của các binh sĩ Ukraine ở tà ngạn sông Dnipro. Tuần trước, ông Shadow lưu ý rằng hệ thống phòng không đang được tăng cường ở khu vực Kherson để ngăn chặn các cuộc tập kích bất ngờ từ phía đối phương. Trước đó cùng ngày, một nguồn tin của Investia báo cáo quân đội nga đã phá hủy hai khẩu lựu pháo của lực lượng vũ trang ukraine ở khu vực chiến lược miền nam này. Song song với đó, vũng lầy đẫm máu bách mút vẫn tiếp tục xảy ra giao tranh khốc liệt. Các binh sĩ ukraine chiến đấu trong và xung quanh khu vực thừa nhận chiến thuật của nga rất đáng sợ. Họ xác định vị trí của binh lính ukraine, sau đó sử dụng hỏa lực hàng loạt để tiêu diệt đối phương càng nhiều càng tốt các lực lượng Nga đã tăng cường tấn công vào Bakhmut kể từ giữa tháng 1 sau khi chiếm được thành phố Soledad gần đó, cách Mút khoảng 15 km về phía đông bắc. <laughs> Valery, một lính bộ binh Ukraine chiến đấu ở Bakhmut kể rằng hầu hết các đồng đội của anh đã hy sinh đều bị trọng thương bởi các mảnh đạn. Thật đáng tiếc khi có lẽ 90% tổn thất của chúng tôi là do pháo binh hoàng xe tăng và máy bay của Nga. Người Nga có rất nhiều vũ khí, họ bắn vào chúng tôi mọi lúc. Đôi khi bạn sẽ nghe thấy tiếng đạn bay tới trong mỗi giây. Một người lính bộ binh khác tên Vladislav, thuộc lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 58 cho biết, nhiều binh sĩ trong trung đội của Anh đã từ chối đến Pekmut khi người Nga đến gần thành phố hơn. Tình trạng này xảy ra tương tự tại nhiều lữ đoàn. Các đồng đội binh sĩ Ukraine đã làm mọi cách để không bị triển khai trở lại từ địa miền đông đẫm máu. Trong lần luân chuyển vào cuối tháng 2, Vladislav nói rằng chỉ có 8 trong số 25 binh sĩ trong trung đội Anh lên đường tới Pekmut. Những người còn lại nói rằng họ không thể đi vì đột ngột bị sốt hoặc đau nhức cơ thể. Sau đó, 8 người được điều đến một vị trí ở ngã tư gần sông Pekmutka, nơi những ngôi nhà gần như bị phá hủy. Những binh sĩ Ukraine đã hứng chịu hỏa lừng xung cối dày đặc của Nga ngay khi họ đến. Vladislav cho biết, hai đồng đội của Anh đã thiệt mạng, còn hai người khác bị thương nặng, trong đó một người bị mất cánh tay và người còn lại bị trúng đạn vào bụng. Những người còn lại bao gồm cả bản thân Vladislav bị chấn động nặng. Tất cả họ đều được sơ tán khỏi Pekmut vào ngày hôm đó và mất vị trí. Trước thực tế nhiều khó khăn, nhiều nhà phân tích quân sự phương Tây nghiêng về quan điểm rằng tình hình ở Pekmut đã trở nên tồi tệ đến mức việc phòng thủ của nước này giờ đây có thể trở nên quá tốn kém. Theo các nhà báo, những bất đồng đang gia tăng giữa chính quyền Kiev và phương Tây về cách tiếp cận tốt nhất cho tình huống này. Thông điệp viết, việc rút quân Ukraine khỏi Pekmut chưa bao giờ diễn ra. Thay vào đó, Tổng thống Zelensky và các chỉ huy quân sự của ông đã quyết định rằng họ có thể mua thời gian và lợi thế cho một cuộc phản công trong tương lai bằng cách tăng gấp đôi số tiền đặt cọc. Ông ấy đang bị chi phối bởi những mong muốn chính trị để tránh thất bại hơn là theo logic quân sự. Đồng thời, các chuyên gia lưu ý rằng lực lượng vũ trang Ukraine nên rời thành phố từ vài tuần trước vì không có ích gì khi tiếp tục giữ nó. Cũng bình luận về tình hình hiện tại, một quan chức Ukraine cho biết hoạt động tiếp viện vũ khí cho Pekmut rất khó khăn. Kiev đang đối mặt với thách thức lớn trong việc bám trụ lại trào lửa Donbass. Trả lời kênh radar của Ukraine, người phát ngôn của lữ đoàn cơ giới Koyas của Kiev, Irina Kriapovka cho biết, họ đang gặp khó khăn trong nỗ lực tiếp viện vũ khí cho Pekmut. Bà nhấn mạnh, hai tuần nay, tình hình đường xá ở Pekmut rất khó khăn. Điều này gây phức tạp cho công tác hậu cần và cung cấp vũ khí. Tình hình rất nguy cấp. Dẫu khẳng định Kiev vẫn đang kiểm soát trung tâm Facebook, nhưng quan chức Ukraine cho hay pháo binh Nga liên tục hoạt động, giờ họ đang tập trung vào các tuyến đường dẫn từ Facebook. Theo quan chức này, với tình hình hiện tại, việc giữ được Facebook và cầm cự đến cùng là nhiệm vụ bất khả thi. Trong bối cảnh đó, Ukraine lại liên tiếp đem về nhiều thất bại trên chiến trường, không chỉ cho chính nước mình mà còn cho cả các đồng minh. Theo truyền thông Nga, sự việc xảy ra ở miền nam Ukraine. Một nhóm binh lính nước này đã vô tình để lộ nơi ẩn nhấp, khiến pháo tự hành Mỹ nổ tung. Video được trang quân sự công bố gần đây cho thấy, một nhóm binh sĩ Ukraine đã cho pháo tự hành M109 ẩn nấp kỹ dưới các tán cây rậm rạp tại một khu vực không xác định thuộc tỉnh Kherson. Sau đó, nhóm binh sĩ trên khai hỏa về phía quân Nga và không biết rằng họ đã bị máy bay không người lái UAV trinh sát của đối phương hoạt động gần đó phát hiện. Chiếc UAV trinh sát liên chuyển dữ liệu tọa độ khí tài của Ukraine về sở chỉ huy và một UAV cảm tử lan xét Nga sau đó đã được điều tới để tấn công khẩu pháo tự hành đối phương. Kết quả là khẩu pháo M109 mà Mỹ viện trợ cho Ukraine đã bị nổ tung. Kể từ đầu chiến dịch quân sự đặc biệt cho đến nay, Mỹ cùng một số quốc gia khác như Na Uy, Latvia, Bỉ, vân vân đã viện trợ khoảng 75 khẩu pháo tự hành M109 cho quân đội Ukraine. Quân đội Ukraine tới nay chưa bình luận về những hình ảnh được truyền thông Nga công bố. Chính sự vô tình của các binh sĩ đã và đang khiến số lượng khí tài phương Tây viện trợ cho Kiev không được phát huy đúng uy lực của nó. Trước tình huống này, theo Politico, Mỹ đã yêu cầu Ukraine nên sử dụng tiết kiệm đạn pháo. Tờ báo dẫn ước tính của các quan chức cho biết hơn 100.000 quân nhân Ukraine đã thiệt mạng trong xung đột. Phía sau những cánh cửa đóng kín, các quan chức Mỹ đang gây áp lực buộc Kiev phải tiết kiệm đạn pháo và bắn chính xác hơn, Politico cho biết. Đồng thời, tờ báo lưu ý tình hình ở Pekmut là mối quan tâm đặc biệt nơi đạn dược đang được sử dụng hết nhanh chóng. Một số quan chức ở Lầu Năm Góc tin rằng Ukraine sử dụng đạn dược quá nhanh. Cựu chỉ huy quân đội Mỹ ở châu Âu, tướng Penhosh nói. Politico dẫn ước tính của các quan chức Mỹ cho biết hơn 100.000 quân nhân Ukraine đã thiệt mạng trong cuộc xung đột. Theo Politico, Kiev đã mất nhiều binh lính ở Pekmut. Do đó, Mỹ hiện khẩn trương chuyển thiết bị cho Ukraine và đang cấp tốc huấn luyện binh sĩ cho nước này. Hiện Ukraine chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Ở diễn biến ngược lại, Ba Lan đã trở thành quốc gia NATO đầu tiên quyết định chuyển 4 máy bay chiến đấu MiG-29 cho Ukraine. Bình luận về động thái này, quan chức Nhà Trắng nhận định tính toán dương của Mỹ về việc viện trợ vũ khí sẽ không bị ảnh hưởng hay tác động. Reuters dẫn lời Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda ngày 16 tháng 3 cho biết, các máy bay chiến đấu MiG-29 này vẫn đang hoạt động để bảo vệ không phận Ba Lan và chúng ta đã đưa ra quyết định ở các cấp cao nhất và tự tin khẳng định rằng chúng ta sẽ chuyển các máy bay này cho Ukraine. Theo lời Tổng thống Duda, đây là các máy bay MiG-29 mà Ba Lan được tiếp nhận lại từ Đức vào những năm 1990 và dù đã hết tuổi thọ nhưng chúng vẫn hoạt động bình thường. Trong những ngày tới, chúng tôi sẽ bàn giao bốn máy bay chiến đấu này cho Ukraine. Những chiếc còn lại đang được bảo dưỡng và chuẩn bị bàn giao. Chúng tôi sẽ thay thế chúng bằng những chiếc FA-50 của Hàn Quốc và F-35 của Mỹ, ông nói. Ngay sau tuyên bố trên, cùng ngày, thư ký báo chí Nhà Trắng Karin Inspire cho biết, Bà Lan đã thông báo trước cho Mỹ về quyết định viện trợ tiêm kích cho Ukraine. Bà nói Washington sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng đồng minh và đối tác trong nỗ lực hỗ trợ Ukraine. Trong khi đó, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby khẳng định, diễn biến này không thay đổi tính toán của Mỹ về vấn đề viện trợ tiêm kích F-16 cho nước này. Giới lãnh đạo Mỹ đến nay vẫn chưa đồng ý bổ sung hạng bùng tiêm kích vào các gói viện trợ quốc phòng, dù đã gửi đến Ukraine nhiều loại vũ khí hạng nặng như pháo phản lực HIMARS. Cũng những diễn biến liên quan, các nguồn tin châu Âu nói với Telegraph rằng Pháp đang bị cáo buộc cố tình làm trì hoãn kế hoạch của Liên minh châu Âu nhằm bổ sung kho đạn pháo đang cạn kiệt của Ukraine. Nước này muốn đảm bảo thỏa thuận mua vũ khí chung sẽ chỉ có lợi cho các công ty EU. Theo đó, Pháp yêu cầu các loại đạn trong kế hoạch thay vì viện trợ bổ sung cho Kiev thì phải được sản xuất, luân chuyển bên trong khối. Các nguồn tin châu Âu cho hay, Paris muốn đảm bảo rằng hòa thuận trị giá 2 tỷ euro để cùng mua vũ khí sẽ chỉ mang lại lợi ích cho các công ty có trụ sở tại EU. Yêu cầu này được đưa ra trong các cuộc đàm phán về một kế hoạch mới do Brussels dẫn đầu nhằm mua 1 triệu quả đạn pháo 155mm để tăng cường cung cấp cho Kiev và lấp đầy kho vũ khí quốc gia đang cạn kiệt. Theo kế hoạch, các quốc gia thành viên sẽ được khuyến khích bằng tiền mặt để tập trung và phối hợp mua sắm với nhau với hy vọng đặt hàng đủ lớn để thuyết phục các nhà sản xuất vũ khí đẩy mạnh sản xuất. Các quan chức Pháp lập luận, chỉ các công ty quốc phòng có trụ sở tại EU mới được phép tiếp cận các hợp đồng mới béo bở này. Mô tả về tình hình trên chiến trường lẫn chính trường hiện tại, một nhà ngoại giao cấp cao của Nga tuyên bố, chính quyền Kiev đang chịu tổn thất nặng nề với triển vọng ảm đạm. Phó đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc cho biết, Ukraine đang phải đối mặt với các vấn đề quân sự ngày càng gia tăng. Điều này không mang lại lợi ích gì cho vận mệnh của nước này trên chiến trường. Nói chuyện với nhà báo Mỹ Kim Iverson, Dmitry Polyansky được hỏi, Ông nghĩ cuộc xung đột Ukraine sẽ đi đến đâu với một kịch bản có thể xảy ra là sự tham gia trực tiếp của NATO. Nhà ngoại giao này cho biết Moscow muốn tránh kết quả như vậy vì sự đối đầu giữa khối quân sự do Hoa Kỳ lãnh đạo và Nga sẽ nguy hiểm cho toàn thế giới. Tuy nhiên, ông tuyên bố rằng quân đội Ukraine hiện đang ở trong tình trạng rất tồi tệ, chỉ ra bằng chứng rằng họ đang thực sự chịu tổn thất nặng nề. Lính nghĩa vụ mới đang được sử dụng làm biệt đỡ đạn sau hai bằng ngày huấn luyện, nhà ngoại giao cấp cao tuyên bố theo quan điểm của ông chế độ của tổng thống ukraine vladimir zelensky đã trở thành con tin của chính sách chính họ và của những lời hứa với các nước phương tây rằng họ có khả năng giành chiến thắng về mặt quân sự trước nga nếu đường cung cấp vũ khí người ukraine sẵn sàng thể hiện rằng họ có khả năng phản công và không muốn bất kỳ tổn hại nào đến hình ảnh của họ đó là lý do tại sao tình hình xung quanh thành phố astimos trọng điểm của Damascus, được gọi là pechmut ở ukraine thực sự rất tồi tệ cho đất nước về phía Nga, Tổng thống nước này, ông Vladimir Putin đã yêu cầu các công tố viên phải phản ứng một cách nghiêm khắc với bất kỳ nỗ lực nào nhằm gây bất ổn tình hình chính trị xã hội ở Nga. Các công tố viên cần tích cực hơn trong việc chống lại chủ nghĩa cực đoan, như tôi đã lưu ý tại một cuộc họp gần đây của Hội đồng An ninh Liên bang. Số lượng tội phạm như vậy đã tăng lên vào năm ngoái. Tôi đề nghị các vị phải xử lý một cách nghiêm khắc những nỗ lực gây bất ổn xã hội và tình hình chính trị trong nước. Hãng tin TASS dẫn lời ông Putin nêu rõ tại cuộc họp của Hội đồng Văn phòng Công tố Nga ngày 15 tháng 3. Trong bài phát biểu, Tổng thống Nga Putin cũng đã đưa ra một số đề nghị đối với các công tố viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ như hỗ trợ pháp lý tại tòa án, giám sát việc tuân thủ các quyền của người bị kết án. Kết thúc hai bài phát biểu, Tổng thống Nga cảm ơn các công tố viên vì sự chuyên nghiệp và nỗ lực của họ. Ông bày tỏ tin tưởng rằng các cơ quan công tố sẽ tiếp tục làm việc đúng tiến độ, chất lượng, sử dụng hết khả năng của mình để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, xã hội và nhà nước Nga. Chuyển sang các tin tức khác, dựa vào mô phỏng, các nhà khoa học Trung Quốc đã chỉ ra những lỗ hổng phòng thủ của Mỹ và cho rằng tên lửa liên lục địa của Triều Tiên có thể vươn đến Mỹ chỉ trong 33 phút. Theo báo South China Morning Post, các nhà khoa học thuộc Viện kỹ thuật điện tử Bắc Kinh, Trung Quốc đầu tuần này đã công bố báo cáo kết quả mô phỏng đánh giá năng lực tên lửa liên lục địa Hwasong 15 của Triều Tiên. Báo cáo chỉ ra tên lửa Triều Tiên có thể bay đến miền Trung nước Mỹ trong vòng 1.997 giây, hay khoảng 33 phút nếu như hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ không thể đánh chặn. Mô phỏng đường tiến hành với giả định tên lửa Hoa song 15 có tầm bắn khoảng 13.000 km, được phóng đi từ thành phố Suncheon, phía nam thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên và mục tiêu giả định ở Missouri của Mỹ. Theo mô phỏng, Mỹ sẽ nhận sự cảnh báo cách khoảng 20 giây sau đó. Trong vòng 11 phút, hệ thống phòng thủ hạt nhân của Mỹ sẽ được kích hoạt. Các nhà khoa học Trung Quốc đánh giá hệ thống phòng thủ của Mỹ rất ấn tượng, nhưng mô phỏng đã phát hiện ra một lỗ hổng chết người khiến các hệ thống này khó phát hiện và ngăn chặn được cuộc tấn công của đối phương. Thưa quý vị, cùng với đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm qua cũng kêu gọi Nhật rút kinh nghiệm từ bài học lịch sử, chấm dứt những hành động gây tổn hại tới hòa bình và ổn định khu vực. Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm 16 tháng 3 đã lên tiếng chỉ trích kịch liệt Nhật Bản vì đã phóng đại cái gọi là mối đe dọa từ bên ngoài trong những năm gần đây và tăng cường ngân sách quốc phòng, đồng thời cho rằng xu hướng quay trở lại con đường quân sự hóa của Tokyo là rất nguy hiểm. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Đàm Khắc Phi đưa ra tuyên bố trên trong một cuộc họp báo thường kỳ tại Bắc Kinh, theo hãng Reuters. Ông Đàm cũng kêu gọi phía Nhật chấm dứt những hành động gây tổn hại tới hòa bình và ổn định khu vực. Chúng tôi kêu gọi phía Nhật nghiêm túc rút kinh nghiệm từ bài học lịch sử, thận trọng trong lời nói và hành động đối với các vấn đề an ninh quân sự, ông Đàm nhấn mạnh. Tuyên bố trên của ông Đàm diễn ra trong bối cảnh cả Trung Quốc và Nhật đều công bố tăng chi tiêu quốc phòng, vào năm ngoái, Nhật công bố gói chi tiêu quốc phòng cho giai đoạn 2023-2027 là 315 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 119 tỷ đô la Mỹ so với giai đoạn 2019-2023. Ngày hôm nay 17 tháng 3, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin, vật thể mà nước này phóng vào sáng trước đó vào một ngày là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong 17. Theo KCNA, quyết định được đưa ra trước tình hình nghiêm trọng trong đó, môi trường an ninh trên bán đảo Triều Tiên rơi vào trạng thái bất ổn nhất do các hoạt động tập trận quy mô lớn mang tính khêu khích của Mỹ và Hàn Quốc gây ra. Hãng thông tấn trên nêu rõ vụ phóng vũ khí chiến lược ICBM Hoa song 17 nhằm mục đích đưa ra cảnh báo mạnh mẽ hơn đối với những kẻ có ý đồ leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, cũng như thể hiện phản ứng cương quyết trước những lời đe dọa quân sự, bất chấp cảnh báo nghiêm khắc từ Bình Nhưỡng. Bên cạnh đó, vụ phóng cũng cho thấy rõ ràng hơn quyết tâm thực sự của đảng và chính phủ quốc gia Đông Bắc Á nhằm phản kích những biện pháp tấn công ồ ạt vào bất cứ thời điểm nào. Vụ phóng ICBM Hwasong 17 được thực hiện tại sân bay quốc tế Bình Nhưỡng, tên lửa bay lên tới độ cao 6.045 km và di chuyển qua quãng đường hơn 1.000 km trong 4.151 giây trước khi rơi chính xác xuống vị trí định trước ở vùng biển ngoài khơi phía đông Triều Tiên. Cũng theo KCNA, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã chỉ đạo vụ phóng ICBM Hoa Sông 17 nói trên tại hiện trường. Trước đó, vào ngày 16 tháng 3, đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Han Tae Sung cảnh báo các cuộc tập trận quân sự gần đây của Mỹ và Hàn Quốc là một hành động khiêu khích nguy hiểm có nguy cơ dẫn tới một cuộc khủng hoảng toàn diện, không thể dự đoán và không thể kiểm soát được. Quan chức ngoại giao Triều Tiên đồng thời giải thích rằng các động thái gần đây của Bình Nhưỡng là biện pháp đối phó với những hành động của Hàn Quốc và Mỹ. Thưa quý vị, khi căng thẳng Trung Quốc Nhật Bản leo thang thì ở mối quan hệ giữa Tokyo và Seoul ngược lại có dấu hiệu cải thiện. Ông Yoon Suk Yeol đã trở thành tổng thống Hàn Quốc đầu tiên tới thăm Nhật Bản trong vòng 12 năm. Reuters đưa tin, ông Yoon sẽ gặp thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio vào chiều ngày 16 tháng 3. Ngày trước thời điểm ông Jun tới Nhật Bản, Triều Tiên đã cho phóng một tên lửa đạn đạo tầm xa và rơi xuống khu vực nằm giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản. Sự cần thiết hợp tác giữa Hàn Quốc và Nhật Bản ngày càng gia tăng trong thời điểm này, Ông Jun trả lời phỏng vấn hôm 15 tháng 3 và nói thêm các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên cùng sự gián đoạn của chuỗi cung ứng là đa khủng hoảng. Theo đài truyền hình NSK, hai nhà lãnh đạo Nhật Hàn cũng đã chuẩn bị xác nhận việc khởi động lại hoạt động đối ngoại an ninh song phương vốn bị đình chỉ kể từ năm 2018. Ngoài ra, nhật báo Yomiuri dẫn lời các nguồn tin trong chính phủ Nhật Bản cho biết, Tokyo và Seoul dự kiến khôi phục ngoại giao con thoi với những chuyến thăm thường xuyên của các nhà lãnh đạo hai nước. Tuy nhiên, Nhật Bản vẫn tỏ ra thận trọng về chuyện có thể cải thiện ngay lập tức mối quan hệ với Hàn Quốc. Theo một số quan chức chính phủ Nhật Bản giấu tên, mối quan hệ Nhật-Hàn đang được cải thiện, nhưng đó vẫn là một quá trình diễn ra từng bước một. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin quốc tế của TBS nâng tầm kiến thức chiều ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.